Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình mới về được cây bật lửa để bàn hình cây để bác súng canon. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, không biết qua sử dụng chưa không, nhưng mà hàng xưa của Nhật còn đầy đủ hộp luôn nha. Nó có cái hộp của nó đây đó, hộp rất là to. Vỏ của nó là bằng nhựa nha, chứ không phải bằng gỗ, nhưng mà nó giả gỗ, nhìn giống như gỗ vậy đó. Nguyên một khẩu đại bác. Cái này xuống là nó sẽ sử dụng pin nha. Tình trạng rất là đẹp nha, lành lặn, không có bị sức khỏe gì hết đó. Anh em mua hàng vui lòng là xem thật kỹ video giúp mình nha. Cái thân nó mấy cái màu vàng vàng này là nhựa nó xi nha, xi vàng chứ không phải là nó bằng đồng nha. Nói chung là cây này bằng nhựa hết, hoàn toàn bằng nhựa, nhưng mà còn rất là đẹp nha, không có cứng móp gì hết. Nó sử dụng pin nha, pin mình xài cục pin vuông, còn cái nút on off này nè. Mình chỉnh qua on này là mình mở pin, mình vặn qua off này là mình khóa pin lại nha, là mình bật không có lên. Nếu vặn qua off này là bật không có lên, nó không có pin, nó không có đánh lửa. Còn mình sạc ga thì mình dặn xong cái đuôi nè, mình sạc vào đây, sạc trực tiếp luôn, dí thẳng cây ga vô luôn. Chỉnh lửa lớn nhỏ là ngay chỗ này nè, lớn nhỏ đây đó, lớn không nhỏ. Để mình đo kích thước nha, cùng đo nó tương đối thôi chứ không có chính xác lắm á. Chiều dài của nó khoảng 25 cm nha, còn cái chiều cao của nó khoảng 10 cm. Bề ngang của nó từ đầu bánh xe này đầu bánh xe kia khoảng 15 cm á, 15 cm nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Rất là nhạy nha, xài pin cái này mà khi nào mình bật mà nó chậm lửa là biết pin nó yếu rồi, pin nó yếu, nó chậm lửa, đánh lửa chậm thì mình thay pin thôi. Mình xài hết ga, xài tự sạc ga. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em.